12 giờ trưa, cơ khí Vũ Hải giao dàn cày 4 chảo cho anh Hòa, Lạc Sơn Hòa Bình. Bên này nó phải cao lên một tí đấy. Vâng, nó cao lên trên, nữa đây, hách hẳn lên đấy. Nó hách hẳn. Vâng, cứ đi thôi. Cà lê ở trong hộp đít của đấy này này. Không biết gần đây không anh nhỉ? Đây là đang theo chân của anh Hòa ra đến địa phận đất trồng mía để cày thử. Đang đi ra đồi các bạn ạ. Phát khiếp, nhìn nó dốc tí này này. Cơ khí Vũ Hải 65 Kim Ngọc 1 Liên Giang Đông Hưng Thái Bình đang giao cày tại Lạc Sơn Hòa Bình. Nó chơi hẳn. Chị đang đi số 3 đấy. Sao nó chậm thế? Đi số 5. Mà này, nếu mà số 5 thì nó nặng, nó không kéo được. Các bạn, con này máy nó yếu, tã rồi. Con này lâu, chắc đời lâu lắm rồi. Khai thác cũng gần như triệt để rồi. Máy độc có đạp ga không, không có nhấc, không có kéo cày mà đã khọt khói rồi.